Anh ấy tên Jackson, 14 tuổi đã nghỉ học đi giao nước đá. Một chiếc xe hơi thắng gấp làm Jackson luống cuống. Tên nhà giàu còn không ngừng thổi kèn đùa giỡn. Điều này khiến Jackson vô cùng khó chịu. Chính tai nạn này đã khiến anh vô tình nhìn thấy một tờ báo. Tờ báo đăng về câu chuyện thành công của một tỷ phú cũng bỏ học năm 14 tuổi để đi làm và cuối cùng trở thành tỷ phú. Jackson cảm thấy hoàn cảnh của mình rất giống ông ta, vì vậy anh về đến nhà, lấy tờ báo ra và nói với bố, anh sẽ trở thành một tỷ phú trong tương lai. Nhưng điều anh không ngờ là, bố anh lại nhẫn tâm mà nói rằng, get in your head, son. You ain't ever gonna be rich. Only thing you're ever gonna be able to count on is coming up on the short end. That's what was handed me by my daddy, and I'm sorry, that's all you're ever gonna get from me. Jackson buồn bã im bặt, nhưng trong lòng anh quyết không chịu thua, anh nhất định phải làm nên sự nghiệp một phen. Thế là nửa đêm anh tìm đến người mẹ đang bệnh liệt giường, chuẩn bị bỏ nhà đi. Anh ấy không biết mình nên đi đâu, nhưng ít nhất nhà anh sẽ bớt một miệng ăn. Số tiền dành dụm có thể đủ để mẹ mua thuốc uống. Jackson lúc này thì thầm trong lòng, no matter what daddy says, I don't accept being forced by destiny. Vào thời điểm đó, giao thông rất kém phát triển. Với sự giúp đỡ của một ông già, anh lẻn trèo lên một chuyến tàu hỏa đến một thành phố lớn. Không biết đã qua bao lâu, vừa thức dậy ông già nói rằng đã đến Texas rồi nhóc. Sau đó ông già liền nhảy khỏi tàu, Jackson cũng vội vã nhảy xuống theo, nhưng lại không thấy bóng dáng ông già đó đâu nữa. May thay Jackson đã theo chân những người qua đường đến một thị trấn nhỏ, đúng lúc gặp chủ trại bò, anh ta đến tuyển 6 thợ làm hàng rào. Jackson thấy rằng cơ hội đã đến, vì vậy vội vượt lên phía trước, dốc sức đề cử bản thân với chủ trại, nhưng ông ta không tin. Anh ấy sau đó bế tên mập bên cạnh lên, chứng tỏ rằng mình rất khỏe. Rõ ràng người chủ trang trại đã bị sự nhiệt tình của anh đả động. Mấy người đến trang trại, Jackson rõ là chưa đóng cọc bao giờ, vừa chồng đã ngã xuống, nhưng trong anh luôn có một luồng sức mạnh không chịu thua. Khi người khác nghỉ ngơi, anh vẫn cố gắng cố định trụ gỗ. Lúc này, Howard thấy anh cố gắng như vậy nên đưa nước cho anh uống. Cả hai làm quen rất nhanh, thế nên bắt đầu chém gió. Jackson nói ước mơ của anh ấy là trở thành tỷ phú, còn Howard nói rằng nhà anh ta trước đây cũng là chủ trang trại, nhưng sau đó kinh tế sa sút, liền đóng cửa. Ước mơ của anh ta là mua toàn bộ trang trại của cả nước để người khác làm việc cho anh ta. Nhưng vừa đến tối, Howard liền cùng chơi bài với những người bạn đồng nghiệp. Jackson nhìn thấy cảnh này và chợt nghĩ nếu chỉ làm thêm thì không thể giàu được, có lẽ đến già vẫn chỉ là một công nhân. Anh không cam lòng, thế là anh đã tìm đến chủ trang trại, nhờ ông chia sẻ bí quyết thành công của mình. Chủ trang trại nói, thành công đòi hỏi rất nhiều thứ, chỉ có dê đầu đàn mới có thể thành công. Cuộc trò chuyện tiếp theo khiến Jackson hiểu rằng họ không tính lương theo ngày. Chỉ cần xong việc thì liền có thể nhận tiền. Buổi sáng, các công nhân bị tiếng chuông làm việc đánh thức, nhưng họ không thấy Jackson. Thì ra Jackson đã dậy đi làm lúc 3 giờ sáng. Và anh cũng dạy những người thợ chia thành hai nhóm, phân công phối hợp với nhau, cải thiện đáng kể hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn một ngày. Sau cùng, chủ trang trại còn thưởng cho anh. Cứ thế Jackson đã kiếm được món tiền đầu tiên trong đời. Anh quay người đến bưu điện, đang chuẩn bị gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh. Nhưng lúc này, một chiếc thắt lưng to bằng vàng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của anh. Anh ấy hỏi người đàn ông làm sao có được thứ đó, tôi muốn trở thành tỷ phú. Và người đàn ông này chỉ nói một câu, có rất nhiều đồng cỏ ở Texas, nhưng còn tùy vào việc cậu có nhìn thấy nó sâu hay không. Jackson lập tức hiểu ra anh ta nói đến dầu mỏ, giờ anh đã tìm được phương hướng. Nhưng trên đường đi, một cô gái xinh đẹp đã thu hút anh. Jackson rung động trong chốc lát, đứng ngây ngốc ở đó, nói cũng không thành lời. Anh ấy nói chuyện hơi lạ nhưng khá đẹp trai đó. Mời anh ấy tham gia vũ hội đi. Jackson tiếp nhận lời mời, anh đến cổng trường đón Hannah. Mấy tên công tử bột đằng sau còn cười nhạo anh là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Anh ấy sẽ không chịu thua kém. Một ngày nào đó tên nhà quê như anh sẽ trở thành tỷ phú. Hannah thấy anh có chí hướng cao xa, bèn đưa anh đến gặp hiệu trưởng. Mong hiệu trưởng có thể cho Jackson tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường. Hiệu trưởng không muốn chấp nhận, nhưng Jackson vì muốn chứng tỏ bản thân, anh ấy nhờ Hannah đưa ra một phép nhân 5 chữ số bất kỳ. 56,679 × 61. Một lát sau Hannah mới tính ra đó là đáp án chính xác. Điều này khiến hiệu trưởng ngạc nhiên. Jackson thuận lợi nhập học, tình cảm của hai người không ngừng tốt lên. Họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng nó không kéo dài. Hôm đó, lúc đang ở quán rượu nghe tin Nhật tập kích cảng Trân Châu, Jackson nhiệt huyết sôi trào, đi báo danh gia nhập quân đội. Lúc chuẩn bị đi anh mới dám nói với Hannah. Cô liền kịch liệt phản đối. Anh nói với Hannah, làm người phải biết nắm bắt mới có thể có được thứ mình muốn. Cảnh tượng thay đổi, tân binh không dám đưa thư ra tiền tuyến. Nhưng Jackson là người biết nắm bắt cơ hội, chủ động xin đi đưa thư. Nhưng thật không may, vừa lên chiến trường anh đã bị lựu đạn nổ đánh bay. May là đồng đội của anh Howard đã cứu anh lại. Chớp mắt đã hơn 10 năm trôi qua, Jackson trở thành anh lính kỳ cựu. Cuối cùng anh dùng tiền lâu nay làm lính tích góp được, mua được một giàn khoan tốt nhất để đào dầu mỏ. Nhưng sau khi đào hàng ngàn mét cũng không có gì. Nam chính vốn cũng có chút nản chí, nói rằng lại công cốc rồi. We're going down another 35, and we have to.
Vài công nhân nghe xong mấy lời đó liền có chút tức giận, trực tiếp vứt sảnh không làm nữa. Anh ấy về đến nhà, mặt mày càng thêm buồn bã, tất cả tiền tiết kiệm của anh ấy đã đổ vào đó, nếu vẫn không thể đào được dầu, e là cả nhà phải chịu đói. Hôm đó con trai nhờ anh dạy cách ném bóng vòng cung, nhưng chính anh cũng không biết. Con trai nói rồi cũng sẽ có người biết chứ, mấy người đó gọi là gì nhỉ? Jackson đột nhiên nghĩ, chuyên gia thì nên làm việc chuyên môn. Tại sao anh không mời một chuyên gia nhỉ? Vì vậy, anh ta tìm đến một chuyên gia địa chất, nhìn bộ dạng cười cợt rất không đáng tin. Chỉ thấy anh ta cầm dụng cụ đo làm một đống thao tác, rồi lại cầm ống nghe nghe tiếng đất. Chính là ở đây. Here what? Drill here. Vừa quay người, Jackson toàn thân đen không chỗ sót, anh thật sự đã đào được dầu mỏ. Anh cùng vợ và con ôm nhau mừng vui hoan hô, không còn lo chuyện tiền nong nữa. Cấp dưới nói với anh, một chiếc máy có thể đào 500 thùng mỗi ngày. Mảnh đất này ít nhất có thể đào được 50 triệu thùng. Nhưng lúc này chủ trang trại muốn nhân cơ hội để nâng giá. Họ nói rằng giao dịch đất của họ không bao gồm quyền khai thác dầu, chờ bồi thường đi. Jackson cũng cứng miệng đáp trả. Sau đó, anh tùy ý tìm một sinh viên đại học lo vụ kiện giúp anh. Hóa ra là người da đen, ngay lập tức bị đối thủ chế giễu. The deed was recorded exactly 2 years and 2 months. Texas law says that the statute of limitation and minimal rights dispute is 2 years. Chỉ một câu nói đã dọa luật sư kia bỏ chạy. Jackson thấy anh bạn da đen này rất lợi hại, liền lập tức mời anh bạn đó làm cố vấn pháp luật cho mình. Vài năm sau, Jackson thành lập đế chế dầu mỏ của riêng mình với sự giúp đỡ của anh da đen. Thân giá cũng đã hơn mấy chục triệu, nhưng vẫn chưa đạt thành giấc mơ tỷ phú. Vùng đất bên cạnh đã ước định được là có ít nhất 200 triệu thùng dầu. Nhưng người nông dân làm sao cũng không chịu bán cho anh. Lúc này, chuyên gia có một ý tưởng, đánh ống khoan ngầm từ đất của mình sang đất của hàng xóm mà không cần phải trả tiền. Tiếp đó, Jackson muốn mua lại một nhà máy lọc dầu để mở ra toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp dầu mỏ. Trở thành tỷ phú thật thụ, anh ấy và anh da đen đã thâu đêm bay đến nhà máy lọc dầu để thảo luận về việc mua lại với giám đốc, nhưng xưởng trưởng cố ý làm khó, để anh đợi thêm vài ngày. Vì vậy, anh và anh da đen ở trong một khách sạn đợi suốt mấy ngày mà không có tin tức. Thấy rằng Giáng sinh sắp đến, anh da đen không chịu đợi nữa. Nóng lòng muốn về nhà với gia đình, Jackson lại quyết định ở lại, nhà máy lọc dầu này quá quan trọng đối với ông. Vào ngày lễ Giáng sinh, xưởng trưởng đã cảm động trước sự kiên trì của anh, quyết định bán nhà máy lọc dầu cho anh ta. Giờ phút này, anh mới thực sự thực hiện được ước muốn. Sự háo hức có thừa nhưng anh lại nhận ra quanh mình không có ai chia sẻ. Lúc này một tin dữ chuyển đến, anh da đen bị tai nạn xe hơi trên đường về. Tổn thương nội tạng nghiêm trọng, cả hai quả thận đều bị vỡ. Sau này sẽ cần phải chạy thận nhân tạo để sống tiếp. Jackson nhìn anh da đen đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên chợt nhận ra rằng bản thân anh mãi mê chạy theo tiền bạc, mà đánh mất đi nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Vì vậy, anh đã trao một quả thận cho anh da đen. Anh da đen sống lại lần nữa. Jackson sâu sắc hiểu rằng tiền bạc chỉ là ước mơ của anh, người thân mới là của cải lớn nhất. Anh quyết định lấy lợi nhuận của công ty xung vào một quỹ từ thiện, dùng để giúp đỡ người khác. Jackson và vợ đem quyết định ấy nói với 4 người con. Sau đó cho bọn trẻ mỗi đứa $10,000, hy vọng chúng có thể dùng số tiền đó giúp đỡ người khác, học cách cho đi. Sau khi bọn trẻ nhận được tiền, liền vui vẻ lên kế hoạch tiêu tiền thế nào. Hai vợ chồng nhìn thấy biểu hiện của các con liền thất vọng vô cùng. Đúng lúc này, người con trai thứ hai bước xuống nhà và đưa tiền cho bố, nói rằng cậu có đủ tiền để xài rồi. Trích số tiền này vào quỹ để giúp đỡ người khác sẽ tốt hơn. Thực chất đây là bài kiểm tra mà Jackson đưa ra cho các con. Con trai thứ đương nhiên được thừa kế toàn bộ tài sản. Thực ra mỗi chúng ta đều tìm kiếm sự giàu có. Chỉ là trong quá trình tìm kiếm, đừng quên đi cảm nhận cuộc sống, biết ơn cuộc đời. Đừng bỏ quên mất những người đã luôn bên bạn. Họ mới là của cải lớn nhất trong cuộc đời bạn.